Hay là cắt sào bố mẹ nha, cắt sào bố mẹ này ăn không nhức lưng à. Hết lưng đó. Khai ông ta không làm hết khai đó, ăn thử nãy con miếng thấy thấy khai gì chứ. Cũng phải có hơi hơi mới được. Cực. Cực mà không sai không 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 khai khai là không phải cực, giống như bánh bao vậy đó. Phải khai. Hả? Công thẩm dắt đi ăn cháo tiền có đầy đủ một ngon. Ừ. Cháo tiều là chắc cháo quảng cái vậy. Chào các bạn, hôm nay anh em mình sẽ làm món cực xào với bông hẹ nha các bạn. Đó thì món cực này mình muốn làm cho ấy thì mình sẽ làm hai giai đoạn nha các bạn. Một là giai đoạn mình sẽ rửa bóp muối với bột năng nha các bạn. Còn giai đoạn thứ hai nữa là mình sẽ ngâm với rượu trắng của mình á, với gừng với chanh để cho nó tẩy thêm một lần nữa cho nó trắng ngon lành nha các bạn. Đó là nó sẽ hết ho luôn nha các bạn, mình bảo đảm với các bạn hết ho luôn đó. Thì cái món cật này ăn cũng tốt lắm nha các bạn, tháng hoặc hai tháng gì đó các bạn ăn một lần rất tốt, cho phụ nữ phụ nam gì cũng tốt cho nha các bạn. Đó. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đây, hôm nay mình sẽ làm cái món cặt sào bông hẹ nha các bạn, và bầu sào trứng. Đó. Bữa nay mình làm món sào không, tại vì nhiều khi thằng Minh nó không chịu ăn cái món cặt này các bạn, cho nên là mình sẽ xào bầu với trứng cho nó. Đó, để thủ thêm thôi. Đây, cực này là mình cực lợn này, là cực heo này là mình rửa sạch hết này các bạn. Đó, mình làm sạch hết, mình rửa cắt sạch. Các bạn rửa qua hai giai đoạn, một là các bạn bóp muối với bột năng, rồi xong cái đó là bắt bạn các bạn là gừng với chanh với rượu các bạn ngâm khoảng 10 phút nữa nha các bạn, là cặt không còn hôi miếng nào hết trơn các bạn. Đó, bây giờ món cật này mình sẽ xào với bông hẹ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ sắc nó ra thành miếng nhỏ nhỏ. Các bạn nhỏ nhỏ mà vừa vừa thôi nha các bạn. Các bạn đầu tiên nhất các bạn sắc go trước. Hồi nãy là mình sắc go trước rồi, để mình ngâm với rượu đồ này kia cho nó thấm vô trong nó, cho nó đừng có hôi nữa. Đó, rồi bây giờ là mình sắc thành cái miếng cũng bằng ngón tay gì nè các bạn, cũng bằng ngón tay thì nó mới ngon, chứ các bạn sắc nhỏ quá là nó không ngon nha các bạn. Đó, rồi bây giờ là mình sạch sẽ rồi, mình chỉ cần tiến hành sắc ra rồi mình xào thôi nha các bạn. Rồi. Tắm đi. Các bạn bắt đầu mình sắc ra nha các bạn, sắc ra bắt đầu mình xào nha.
dịp thì bạn cứ cứ làm ăn thử coi nha các bạn. Cái này là nó cũng vì cái cặp này nè, thật ra nói hết hơi là không có phải đâu nha các bạn, nó chỉ một phần nào thôi, có nghĩa là nó không có hôi quá để đổ mình ăn không nổi. Chứ mà thật sự mà nói là hết hôi hẳn là không có đâu, giống như bánh bao vậy đó các bạn, nếu mà nó không khai thì không phải là bánh bao, nó cũng rất ngon. Đó là mấy người sành ăn á. Nếu mà các bạn mà làm cái này, cái cạch này mà cho nó hết thôi, ăn không có mùi gì của cái cạch này á, thì người ta cũng không thích, người ta cũng không chịu. Chứ mà là cũng không có thể nào mà mình bảo đảm với các bạn luôn, không có thể nào mà hết thôi hẳn hết, tại vì cái mùi đặc trưng của nó là như vậy. Chứ các bạn mà làm đó, tôi sẽ làm hết thôi hẳn luôn là không có nha các bạn. Cũng như các bạn thịt dê á, mà các bạn không nghe mùi cỏ thì đặt ra là không phải thịt dê, nó cũng phải còn cái mùi của dê là đúng. Chứ các bạn nói mà tôi sẽ làm hết là không thể nào, mình bảo đảm luôn. Nào bây giờ mình tiến hành, mình sẽ xào cái này trước nha các bạn. Cứ tẩu mình xào nha các bạn. Xào củ hành tím trước nha các bạn. Mình sẽ thử củ hành tím trước, rồi thử tỏi, rồi mình mới để cặp vô xào nha các bạn. Đây, nóng lên rồi. Mình cho củ hành tím vô các bạn. Rồi mình đặt tỏi vô nha các bạn. Khi tỏi vô nữa thì nó thơm bát ngát luôn nha các bạn.
tỏi vô luôn các bạn ạ. Cực quá. Đây. Bắt đầu mình chờ là cái tỏi nó vàng lên. Và mình sẽ để cật vô mình xào và mình nêm nếm nha các bạn. Vô. Cái này các bạn xào nha các bạn. Rồi, xong bắt đầu là mình sẽ nêm nếm nha các bạn. Đây, cho một tí bột ngọt vô các bạn. Một tí bột nêm vô các bạn. Tí đường vô các bạn. Nhúng dầu hào vô nha các bạn. Nhúng nước tương vô nha các bạn. Đấy. Rồi, mình sẽ cho mình cắt hành khúc 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 để vô nha các bạn. Cho nó ấy trước đi. Nó chín chút đi rồi chút nữa mình khi nào ăn mình sẽ mấy ấy nhẹ vô nha các bạn. Nhẹ vô xào ra các bạn. Nó thơm lắm thấy. Ok lắm đó nha các bạn. Rồi. Cho thêm miếng tiêu vô nữa các bạn.
quá ngon luôn các bạn, không hôi, hôi hay hơn, kiểu như béo, ngon các bạn. Các bạn mà làm giống thịt mình đi, nếu mà các bạn nói ấy, cứ nhắn tin để mình đàn cho bạn cái món khác. Đầu tiên nhất á, là các bạn mình nhắc lại nè, đầu tiên nhất là các bạn rửa bằng bột năng với muối, các bạn bóp bột năng với muối. Xong rồi, giai đoạn 2 là các bạn rửa bằng rượu trắng với gừng với chanh, các bạn ngâm khoảng 10 phút nữa, rửa sạch 2-3 nước nữa, rồi các bạn đi xào đi. Nếu các bạn ăn không ngon á thì các bạn cứ đổ thừa cho mình, các bạn mua bao nhiêu mình sẽ mua cái món khác trả lại cho các bạn, vì mình chỉ không đúng. Được không các bạn? Đó, các bạn cứ làm giống mình đi, còn nếu mà sai thì mình mua lại món khác cho các bạn bằng với cái giá trị của các bạn mua, chịu chưa? Đó, ok, mình làm quá ngon các bạn ơi. Mà cái món này các bạn cứ ăn mỗi một tháng, các bạn ăn lần hoặc 2 tháng thì ăn lần cũng được, tốt lắm các bạn, nam nữ gì ăn cũng tốt, để nó bổ thận cho mình các bạn. Đó, bầu mình sẽ sắc thành miếng gì rồi nè các bạn, mình sẽ sắc ra thành miếng nhỏ nhỏ gì đó, chút nữa mình xào nha các bạn, bầu xào trứng nha các bạn. Xong mình sẽ tiến hành xào trứng nha các bạn. Các bạn bắt đầu lấy cái tô, tô này đại đi các bạn, cho vô mấy cái trứng này. Đây nghe các bạn, đồng mà sẽ cho đầu vô cái lửa mình đánh chín lên, mình cho dầu vô nha các bạn. Cái này các bạn phải cho dầu vô nhiều nhiều một chút để cho nó phình lên được các bạn. Rồi, đồng mình sẽ cho dầu vô nha các bạn. Cho nó mới phần lên được. Đó, mặt này nó hôi nhẹ. Đây nha các bạn. Đó, mình cho dầu vô rồi đó, để nó nóng lên. Xong mình cho trứng vô, cho nó phần lên nha các bạn.
nóng thiệt, ngấm dầu nóng lên rồi mình mới là cho trứng vô, trứng nó phình ra đó, bắt đầu mình tiến hành xào bầu, xào bầu chín rồi mình mới đổ trứng cho trở lại nha các bạn. Nó cũng hơi công phu chút xíu đó, bắt đầu dầu sôi nha các bạn. Dầu sôi mình chẳng có làm biết dầu sôi là đó. Đây các bạn, đây mình sẽ quậy lên cho chúng nó nổi lên như thế này nha các bạn. Đó, đó chúng nổi lên lắm nha các bạn. Đó, chúng nổi lên đẹp chưa các bạn. Rồi, mình vớt ra. Mình đập tất tỏi bỏ vô nha các bạn. Đây. Rồi. Chúng mình cho nó thơm rồi. Nó vàng rồi đó các bạn, mình cho bầu vô. Bắt đầu lên nha các bạn. Con nướng bột ngọt nữa các bạn. Con nướng thịt lên vô các bạn ơi. Đây, cứ chờ cho nó chín rồi mình đổ trứng vô cho hành đồ vô luôn nha các bạn. Đây, đó, mình xào bầu nha các bạn, bầu xào trứng. Chào các bạn nha các bạn, mời các bạn cơm ai, bữa nay ăn cơm với bầu, bầu xào trứng. Đó. Còn đây là cặt xào bông hẹ nha, cặt xào bông hẹ này ăn không nhức lưng nè. Khai ông ta không làm hết khai đó, ăn thử nãy con miếng thêm cái khai gì chứ cũng phải có hơi hơi mới được, cực cực mà không sai, không khai khai là không phải cực, giống như bánh bao vậy đó, phải khai hả. Ừ, cháo tiều là chắc cháo quảng cái vậy. Thì cháo quảng đó cũng là mày có ăn cháo quảng nào chưa? Nó nhừ, cháo nó nhừ dữ lắm phải không? Cặt có tim có gan rồi nó. Đó là cháo
cháo quả đó, cái gì cháo tiều đó. Thì về có thấy có một tiệm bạc tiệm của cái thằng gì Liên Miễn Phát gì đó. Ở Kiên Giang là có một tiệm màu á. Này, tốt thẳng lắm luôn á. Cái quán hủ tiếu cặp này đẹp, nó nằm ở đường đầu đường của đường chưa đầu đường, từ cái căn chỗ cái đường gì Trương Định á, đường Trương Định cái căn chỗ hút chợ Bến Thành á, kẹo vô chút đó tới rẽ bên phải cũng rẻ lắm. Chương Định cái đường chợ Bến Thành là cái đường gì, đường Nguyễn Tôn hả? Không phải Tôn gì? Lê Thánh Tôn. Rồi tới Chương Định quẹo vô sao không hỏi là Lê Thánh Tôn có Chương Định mới quẹo vô.
vô cái cỡ mấy cành. Có miếng gà. Cả đặc biệt các bạn ơi. Cả đặc biệt các bạn ơi.